Con cá khủng nặng 58kg to bằng một người lớn trưởng thành ăn hết cá trong ao làng, vì thế người dân đã rình bắt mấy năm nay. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin bắt được cá thành tinh bắt nguồn từ một bài viết trên diễn đàn của một tài khoản Facebook có tên TD kèm hình ảnh con cá với kích thước và cân nặng cực khủng. Nguyên văn TD chia sẻ: "Xin chào, thật là thú vị khi bắt được con yêu tinh này. Dân làng tao đã rình con này mấy năm và giờ cũng bắt được nó. Nó đã ăn hết cá ao làng tao nuôi. Ok, vì là ao làng nên ao nó to nhé. Chúng mày đoán xem nó bao nhiêu cân? Xin thưa là 58kg đó. Tao đoán là con cá này nó thành tinh rồi." Theo đó, TD cho biết con cá này đã sống trong ao làng nhiều năm nay, ăn hết tất cả cá do người dân thả xuống. Vì thế bị người dân rình, vây bắt đến tận hôm qua, ngày 20 tháng 4 mới ra lưới. Được biết, sự việc xảy ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh Ninh Bình và con cá thành tinh thuộc giống cá trê, loài cá có thể ăn thịt rất nhiều sinh vật dưới nước, nặng tới 58kg, bằng với số cân của một người trưởng thành. Đặc biệt, không chỉ có dân làng tham gia vào cuộc vây bắt cá khủng mà còn có sự chứng kiến của công an địa phương. Những hình ảnh sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều kinh ngạc trước kích thước của con cá khổng lồ, đồng thời tò mò không biết dân làng sẽ xử lý thế nào với con cá thành tinh này. Nickname KT bình luận: "Nhìn ghê quá, miệng rộng vậy nuốt trẻ con còn được, 58kg là bằng một người lớn, không biết dân làng bắt kiểu gì mà siêu thế, mà giờ bắt nó xong rồi sao nữa, làm thịt nó à, hay thả nó, hay giết nó, tò mò ghê." Loài trăn khổng lồ nặng 1 tấn từng thống trị trái đất. Với kích thước dài khoảng 13 mét, nặng khoảng 1,1 tấn, bề ngang cơ thể rộng khoảng 1 mét, trăn Titanoboa là loài trăn khổng lồ nhất trên trái đất. Với kích thước này, trăn Titanoboa có thể nuốt chửng một con bò hay thậm chí là vài người trưởng thành một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thật mừng là loài trăn này từng sinh sống khoảng từ 60 đến 58 triệu năm trước trên trái đất, đến nay đã hoàn toàn biến mất. Các khoáng thạch của 28 cá thể Titanoboa được tìm thấy trong các mỏ than tại Cerrejón ở miền Bắc Colombia vào năm 2009 khiến cho các nhà phát hiện bất ngờ. Khoảng 60 triệu năm trước, sau thời điểm khủng long bị tuyệt chủng, Titanoboa bắt đầu trỗi dậy trở thành loài săn mồi lớn và hung dữ nhất hành tinh. Lượng cơ bắp chúng sở hữu đủ để nghiền nát mọi con mồi, kể cả cá sấu khổng lồ. Theo nhiều chuyên gia, lý do loài trăn này có kích cỡ khủng khiếp như vậy, một phần là vì khí hậu. 60 triệu năm trước là thời điểm khí hậu rất ấm, làm tăng lượng oxy có trong không khí và khiến cho nhiều loài bò sát phát triển đột biến. Giả thuyết này được cho là hợp lý, bằng chứng là các loài họ rắn lớn nhất hiện nay đều sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới. Không có đối thủ xứng tầm, Titanoboa đã hoành hành trên mặt đất trong hàng triệu năm, nhưng rồi chúng cũng không thắng nổi một yếu tố đã khiến bao loài vật khổng lồ khác phải nằm xuống: biến đổi khí hậu. Thời tiết nóng ẩm đã giúp trăn Titanoboa đạt kích cỡ vô đối, nhưng rồi cũng chính thời tiết là nguyên nhân khiến chúng tuyệt chủng. Theo các chuyên gia khảo cổ, đã có thời điểm nhiệt độ toàn cầu sụt giảm trong nhiều năm mà đối với động vật máu lạnh như rắn, chúng sẽ không cách nào sống sót. Ngoài ra, việc phải di cư thay đổi môi trường sống cũng góp phần không nhỏ khiến loài vật này biến mất, nhường chỗ cho nhóm bò sát có kích cỡ nhỏ bé hơn. Bí ẩn vùng đất của bầy hổ mang chúa khổng lồ. Quentin Gates, Ấn Độ là vùng đất rộng mênh mông, bao quanh dãy núi chạy dọc bờ biển phía tây Nam Ấn Độ. Đây là vùng đất bí ẩn nhất thế giới. Vùng đất này rộng tới 16.000 km2 được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây là vùng đất cực kỳ đa dạng sinh học, có vô số loài vẫn chưa được khám phá ở vùng đất này. Rắn hổ mang chúa xuất hiện khá phổ biến ở vùng đất Nam Á. Tuy nhiên, ở vùng đất này, loài hổ mang chúa đang dần suy kiệt bởi sự săn bắt và thu hẹp môi trường sống. Hiện đây được coi là nơi mà số lượng loài hổ chúa còn nhiều nhất trên thế giới. Nhiều khu bảo tồn rắn hổ chúa đã được quy hoạch ở Quentin Gates để bảo tồn loài rắn này. Việc bảo tồn loài hổ chúa ở vùng đất này rất thuận lợi bởi người dân Quentin Gates rất tôn trọng rắn hổ chúa, coi chúng như thần linh, không bao giờ giết loài rắn này. Môi trường sống phù hợp được bảo vệ nghiêm ngặt nên hổ chúa Quentin Gates có điều kiện phát triển rất tốt, đạt kích thước cực đại.
Chúng sống được tới 30 năm và không bao giờ ngừng phát triển. Đó chính là lý do có thể gặp những con rắn chúa khổng lồ ở Wentinget. Các nhà khoa học nghiên cứu về hổ chúa từ khắp thế giới đã đến vùng đất này và ghi nhận hổ chúa ở đây có thể đạt kích cỡ tới 7 mét, nặng gần 20 kg. Wentinget là nơi ẩm ướt nhất hành tinh, 40% lượng nước của Ấn Độ được cung cấp bởi những con sông suối bắt nguồn từ đây. Môi trường ẩm ướt phù hợp với rất nhiều loài bò sát, gồm những loài có nọc độc, trong đó hổ mang chúa thống trị các loài. Vì thế, Wentinget còn được coi là vùng đất chết chóc. Từ nhiều năm nay, cư dân đã mở rộng môi trường sống vào vùng lõi Wentinget. Nhiều ngôi làng đã mọc lên bên trong, nhưng điều đặc biệt là người dân và loài hổ chúa đã chấp nhận sống chung với nhau. Cư dân xây dựng nhà cửa, phát rừng làm nương, trồng cây lương thực đã thu hút loài chuột tìm đến cộng sinh. Rắn săn chuột cũng tìm về những ngôi làng để săn chuột. Hổ mang chúa là loài ăn thịt đồng loại, đặc biệt ưa thích rắn săn chuột, nên chúng cũng tìm về các ngôi làng để săn mồi. Mỗi năm, rắn hổ chúa thay da 4-5 lần. Sau khi thay da, chúng thường tìm nơi ấm áp để trú ẩn. Những ngôi nhà của con người là môi trường lý tưởng để chúng trú ngụ chờ đợi lớp da mới cứng cáp hơn. Thế nên, việc các cư dân phát hiện hổ mang chúa trong bếp, trong phòng ngủ, trên mái nhà là việc xảy ra hàng ngày. Người dân và loài rắn chúa có thể chung sống hòa bình, chấp nhận để chúng trú ngụ cho đến khi thay da xong. Con người không tấn công chúng, nên chúng cũng không có lý do gì để tấn công lại. Những gia đình nào sợ hãi loài hổ chúa không muốn chúng ở trong nhà thì có thể gọi nhân viên của các khu bảo tồn đến bắt chúng và thả vào rừng. Ở Wentinget có hàng ngàn nhân viên làm công việc cứu hộ rắn hổ chúa cũng như các loài khác. Riêng công việc cứu hộ loài hổ mang chúa khi chúng lạc vào nhà dân cũng đã quá vất vả và nguy hiểm. Nọc độc của hổ mang chúa vô cùng kinh khủng. Một cú đớp của hổ mang chúa sẽ cướp mạng con voi nặng vài tấn. Lượng nọc độc trong cơ thể hổ mang chúa đủ giết vài chục người. Tuy nhiên, rất ít trường hợp ghi nhận hổ mang chúa cắn chết người ở Wentinget. Loài hổ mang chúa chỉ tấn công tiêm nọc độc vào con người khi con người tấn công giết hại chúng. Phần lớn các cú đớp của nó không có nọc độc, hoặc nó chỉ tiêm lượng nọc độc cực ít qua răng nanh để đe dọa con người. Khi bị dồn vào đường cùng, nó mới nhả lượng nọc lớn. Loài rắn này có khả năng kiểm soát lượng nọc độc trong khi tấn công. Các nhà khoa học đến từ phương Tây đã có nhiều cuộc nghiên cứu về hổ mang chúa ở Wentinget, thậm chí gắn thiết bị theo dõi vào những con hổ chúa khổng lồ. Tuy nhiên, rắn vua vẫn là loài cực kỳ bí ẩn. Sự hiểu biết của con người về rắn hổ chúa gần như vẫn bằng không. Phát hiện thêm cá thể cùng loài với rùa hoàn kiếm ngoài tự nhiên. Sau nhiều năm tìm kiếm, các nhà khoa học đã phát hiện thêm một cá thể mới cùng loài với rùa hoàn kiếm ở Sơn Tây, Hà Nội. Ngày 12 tháng 4, chương trình bảo tồn rùa châu Á, ATB khẳng định đã tìm thấy thêm một cá thể rùa hoàn kiếm sống ở Hồ Xuân Khanh, Sơn Tây Hà Nội. Các nhà khoa học nhấn mạnh, phát hiện này nâng số lượng cá thể rùa này trên thế giới lên 4 con, tăng cơ hội ghép giống nhằm bảo tồn loài rùa quý hiếm. Loài rùa hoàn kiếm có tập tính bí ẩn, hiếm khi nổi và lên bờ tắm nắng, thường ngâm mình ở những vùng nước sâu. Điều này khiến cho việc định dạng các cá thể gặp nhiều khó khăn và tốn thời gian. ATB đã cùng các nhà khoa học Mỹ ứng dụng kỹ thuật gen, môi trường DNA trong tìm kiếm cá thể cùng loài với rùa nguy cấp. Kỹ thuật này tập trung vào việc phát hiện các dấu vết di chuyển nhỏ nhất trong nước, thường áp dụng với các loài cá và lưỡng cư, ATB thông tin. Để thực hiện phương pháp trên, ATB đã thu thập mẫu nước từ nhiều hồ, gồm hồ Đồng Mô, nơi cá thể rùa hoàn kiếm hoang dã duy nhất còn tồn tại. Tuy nhiên, mẫu DNA không mang lại kết quả như mong đợi. Cuối năm 2016, ATB có tin về một cá thể rùa mai mềm, kích thước lớn được nhìn thấy ở Hồ Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cơ quan này quyết định tiến hành thêm các đợt quan sát trong năm 2017. Sau hàng nghìn giờ quan sát, nhóm đã thấy được cá thể rùa một vài lần. Trước đó, năm 2012, các nhà khoa học nhận được một bức ảnh chụp một cá thể rùa lớn trên Hồ Xuân Khanh. Song, bức ảnh này không đủ rõ để xác nhận đây là một cá thể rùa. Tháng 5 năm 2017, anh Nguyễn Văn Trọng, cán bộ nghiên cứu của ATB, đã chụp được bức ảnh với chất lượng tốt, cho thấy đây là cá thể rùa mai mềm, nhưng không đủ định dạng loài. Vì vậy nhóm quyết định
thu mẫu EDNA và phân tích trong phòng thí nghiệm thuộc Đại học bang Washington, Mỹ. Kết quả phân tích dương tính với kết luận rằng các dấu vết di chuyển từ các mẫu nước phù hợp với các mẫu hiện có của loài, chứng minh cá thể rùa trong hồ thuộc loài rùa hoàn kiếm. Loài giải xin hoe, còn có tên gọi khác là rùa hoàn kiếm, được xem là loài rùa nguy cấp, quý, hiếm nhất thế giới. Tháng 1 năm 2016, cụ rùa khổng lồ, cá thể rùa hoàn kiếm cuối cùng, sống tại hồ, với tuổi thọ ước tính hơn 100 tuổi đã ra đi. Rùa hoàn kiếm được tin rằng đã gần bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Năm 2016, chỉ có 3 cá thể của loài được ghi nhận còn tồn tại trên thế giới. Trong đó, 2 cá thể đang được nuôi tại vườn thú Tô Châu, Trung Quốc. Cặp rùa này gồm một cá thể cái và cá thể đực già. Đã được ghép đôi sinh sản từ năm 2008, nhưng các nỗ lực nhân giống vẫn chưa thành công do trứng rùa không được thụ tinh.